Dạ Tùng xin chào quý ông bà, cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66TV của Tùng nha. Bây giờ khoảng gần 6 giờ chiều rồi cả nhà. Tùng đang ở trên bờ sông. Phía ngoài kia là những bè cá của anh hai cũ, chị ba. Hôm nay Tùng cùng với anh hai đi thả lưới cái lòng tông. Tùng đứng đây đợi anh hai bơi xuồng vô rước rồi anh em mình đi thả lưới luôn. Mới trải qua một trận mưa xong cả nhà, nên Tùng đến trễ. Nhưng mà giờ này thì cũng còn kịp. Mình thả lưới đồng tông con nước này thì vừa sẩm tối á, mình thả nó hay hơn. Lúc nãy trời mưa, bầu trời tối hù. Giờ này trống chân rồi cả nhà, thấy mặt trời rồi nè. Dù sao hôm nay mình cũng xem được cảnh hoàng hôn trên bờ sông Tiền. Cùng mời cả nhà cùng thưởng thức buổi chiều trên sông ở nơi anh em mình nha. Hôm nào mà nắng đẹp trời trong, anh em mình ngắm hoàng hôn trọn vẹn lắm cả nhà. Nhìn bầu trời ở ngoài sông này mình nhìn như ở biển vậy đó. Còn đây là công trình kè đá do nhà nước người ta thi công để chống sạt lở ở quê mình. Mới trải qua trận mưa nên chiếc xuồng mình ngập nước lắm nè. Giờ hai anh em mình mạnh nay nó tát đi. Cũng như thường ngày, anh em mình sẽ bơi tới địa điểm thích hợp rồi sẽ bắt đầu bổ lưới. Đây là loại lưới một màng, lưới nhỏ nè, lưới có 1,5 phân nè. Anh hai mình túm vô cái này nè, đem xuống để bủa. Đây là loại lưới trôi theo nước. Mình khi mình thả rồi á, tay lưới cách mặt nước khoảng 1 gang tay à, cái này mình thả sát mặt nước lắm. Rồi mình để cho nó trôi khoảng tầm 20 phút tới nửa tiếng, nói chung tầm đó cả nhà. Nếu mà tay lưới mình nó trôi còn ngay á, còn thẳng á, thì mình cho nó trôi tiếp. Còn nếu mà nó lỡ ngay tới cái khúc nào mà nó đạp nước, nó đạp nó sấy á, cái tay lưới mình nó xấu rồi thì mình cuốn luôn đó. Cái phao trắng là những cái phao nó sẽ gánh cái tay lưới mình lên. Đó là những miếng mút xốp giống như đế dép mình vậy đó cả nhà. Còn viền dưới mình bấm chì nhẹ. Đó, đây là cái phần chì của mình nhẹ. Đó, đây là phần phao. Vậy rồi, bây giờ Tùng sẽ lại trước bơi cho anh hai bổ cho mau, cho thuận tiện. Chút xíu nữa anh em mình đi cuốn là Tùng quay tiếp cho cả nhà xem nha. Anh em mình vừa bổ xong tay lưới rồi cả nhà. Giờ mình cột cờ vô. À không phải. Anh hai không có cột cờ mà anh hai cột cái dây đầu phao vô cái xuồng. Đặng anh hai bơi đặng mình kéo cái tay lưới cho nó đi cả nhà ơi. Tại vì từ đây vô tới cái cây cờ đầu phao bên kia á, nó đi không có đều. Nên mình phải bơi mình kéo vậy nè, điều khiển đó. Nói chung lưới này nó vậy, với lại cái khu vực của anh em mình bủa nó vậy. Nước nó đập tay lưới mình giờ nó ngay trừ rồi, nó xui xị rồi. Là nó thẳng, nó không còn ngang sông giống như lúc anh em mình bủa nữa. Đó, bên đây anh hai cũ cũng nãy giờ cũng bơi. Bữa nay thả lưới cái lòng tông tốn xăng quá chừng rồi. Tưởng đâu là mình sẽ bủa rồi mình để cho nó trôi chút xíu nữa mình cuốn. Ai nhà đâu tay lưới nó không ngờ nó đạp tay lưới mình, nó xấu quắc rồi cả nhà ơi. Tại tốn công chút xíu, sửa tay lưới lại cho ngay để cho dính cá nhiều. chứ mình không chịu khó mình để vậy thì nó dính không hiệu quả bằng cái nè. Sau cơn mưa, buổi hoàng hôn vẫn còn rất là đẹp nha cả nhà. Tưởng đâu hôm nay là không được ngắm hoàng hôn trên bờ sông Tiền của mình nữa rồi. Anh em mình vẫn còn bơi để mình dìu tay lưới cho nó trôi. Nãy giờ anh em mình để tay lưới trôi cũng xa lắm đó nha. Nãy giờ trôi cũng cây mấy gần 2 cây số rồi. Giờ này tới lúc anh em mình cuốn. Đó. Này thấy khả quen nhanh. Ôi là 100 rồi. Ôi bữa nay không chừng vượt lên chính mình anh hai ơi. Phá kỷ lực không kìa anh em mình. Kỷ lực của chính mình nha cả nhà. Tại vì không đó rồi, ok. Bữa nay thấy ngon rồi đó. Không gà anh em mình có bữa nào như bữa nay đâu. Rồi bữa nay cực khổ. Tay lưới nó đạp xoay vòng vòng đó, anh hai nãy giờ rồi. Vừa phải chạy máy nè, vừa phải bơi đó. Ôi dày tay lưới luôn rồi. Ôi dày luôn rồi. Vừa phải bơi nữa nè, cực lắm. Đặng mình kéo cho tay lưới nó đi đẹp. Nãy dướng mấy cái phao nữa, mình phải kéo nó đừng bị dướng nữa đó. Quá đã rồi. Hy vọng bà cậu độ anh em con bữa nay dính cá giống như vậy nè, từ đây tới hết lưới. Quá dữ. Như hôm nay em với anh Hải đi dặn lưới chứ không ơi cá ở ngoài còn bay lên xuồng mà. Thì còn bữa nay bà cậu thưởng anh em mình rồi. Chưa. Ôi anh Hải kiếm chỗ nào ấy làm cái nền cái này. Ôi cá đằng kia nó nhảy nữa kìa anh Hải ơi. Chỗ này dày á. Anh Hải đưa lên làm nền coi. Đó được rồi. Được rồi. Ôi thấy mê quá cả nhà ơi. Mấy bữa trước trúng nhiều chứ đâu bằng bữa nay. Bữa nay còn khủng hơn nữa. Mọi sự cố gắng, mọi sự cực khổ đều có sự đền đáp. Thật sự hôm nay tay lưới của anh em mình phải gọi là sao ta, là nó quay như trong trống luôn đó cả nhà. Nó quay anh em mình như trong trống luôn. Có nghĩa là từ bờ anh em mình nãy Tùng bơi thẳng ra ngoài giữa sông đó, là mình bổ ngang sông cái nó trôi được một chút, cái tự nhiên cái đầu lưới ở ngoài giữa sông á, ủa lộn, cái đầu lưới ở trong bờ á, nó đạp nó đi ra giữa sông cả nhà, đi ra phải được phân khúc rồi, cái anh em mình bắt đầu chạy máy kéo cái đầu lưới từ ngoài giữa sông kéo vô bờ lại, coi như là xoay một vòng 180 độ cái tay lưới mình luôn. Từ đầu ngoài mà thành đầu trong sẽ thành đầu ngoài. Nhờ vậy mà dính dữ. Tính ra kiểu đó là nó dính mặt trên mặt dưới luôn hay. Ha. Chứ nếu mà tay lưới của mình trôi từ ở trên trôi thẳng xuống thì cá nó đâm một bên này cả nhà. Nó đâm ví dụ chiều dưới này đâm lên gì không à. Còn mình tay lưới mình xây vậy là có thể là nó đâm hai bên hai chiều luôn. Bởi vì trong hiệu khó khăn đẩy ra một cái chiến thuật đánh mới. Cái này ta gọi là thời thế tạo anh hùng. Gán lên lúc này hơi ngơi là cũng còn dạ, cũng còn. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, đã quá rồi. Hồi trước Tùng có một lần đi thả lưới cá. Đó 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 nè, đó trắng nè. Ôi lưới mình nổi nè. Thời gian trước cũng có Tùng có một lần đi thả lưới cá liềm kìm đó nha. Nói chung cá liềm kìm nè, rồi cá nhái nè, hoặc là cá khoai nó khá giống nhau cái về hình dáng. Nói chung là mình thả lưới một phân tư của anh Nghĩa, nó cũng dính vậy nè. Dạ, đúng như mong muốn của anh em mình luôn cả nhà ơi. Dính từ đầu lưới tới cuối lưới luôn. Dạ, anh em con cảm ơn bà cậu. Nhà bà cậu độ anh em con được một đêm lưới bội thu. Hôm nay anh em mình là bội thu cá lồng tông luôn rồi. Mê quá. Ôi ôi, con cá tóp bằng kì. Còn lưới cả nhà ơi. Này đỡ quá. Rồi được con cá mình kìm cái nhái kìa. Đó, nhọn nhọn. Nó cá dưới sông nó còn nhảy lên xuồng mà dính rồi lướt sạp rồi. Thường mấy con nhảy đó là mấy con cá nhái liềm kìm không vậy nè, chứ cá lồng tông nó không có nhảy gì đâu. Ôi dồi, dính từ đầu lưới tới cuối lưới luôn, quá đã rồi. Cá sát hả? Cuối lưới mình được con cá sát nữa kìa. Mình gỡ đi để không quên cái mất công, tại vì cá sát nó có gai, có cái nhạnh đó. Rồi bể gai nữa rồi, anh em mình về mừng quá cả nhà ơi. Bữa nay bội thu rồi. Dạ rồi, anh em mình về bắt đầu mình gỡ cá ra, mừng quá rồi. Chị Hai đâu rồi? Chị Hai ơi! Quá rồi, quá rồi. Ôi ôi, bữa nay hai cụ dúng kìa. Ôi bữa nay cá lồng tông đi cả nhà. Ôi bữa nay cá lồng tông đi phải rồi. Về gỡ Hai ơi. Trời ơi, anh em mình cũng trúng mà anh Hai Cũ cũng trúng đó cả nhà. Bữa nay cá lồng tông đi. Rồi. À, sao không nổi rồi. Nay sao không nổi kìa. Rồi bữa khách nổi này không nổi. Bởi vậy nghe anh hai sách không nổi mà chị hai chỉ mừng chứ. Không mừng. Thấy anh tội nghiệp chết không nổi vậy mà bà cừ. Mấy hôm trước á, anh em mình bủa nhưng mà cá cũng khoảng tầm 2 kg mấy rồi cả nhà, không có nhiều. Bởi vì loài cá nào cũng vậy, ngay con nước nó đi là nó đi dữ lắm. Anh em mình văng lưới neo thì những nước mà con cá hú qua xa nó đi á, anh em mình dính nổi lưới luôn mà. Thấy không? Mình phải kiên trì á, mình bủa vài bữa thì thế nào cũng phải bủa trúng vậy thôi. Là đò hay gì? Ừ. Ừ. Hên vậy, đâu hên vậy. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh em mình bắt đầu vũ cá ra. Đó. Anh em mình căng mặt lưới thẳng mình vũ đã ra nè. Còn có những con mà nó lẹo 2-3 mặt á thì mình phải lấy tay mình gỡ. Đó, anh hai vũ ra. Cái nó rớt xuống miếng mũ chị hai đã chảy sẵn. Cái chút xíu cái mình gom, mình hốt cho thau. Em mới qua xem anh hai cũ bển Vũ nè. Ở bển hai vợ chồng anh hai cũ nè, anh Lộc nè, chị Ba Thủy nè, anh Nghĩa nè, 5 người. Em thấy lẻ quá em nhảy vô em vũ luôn, thành 6 người vũ. Rồi xong cái thôi em chạy về chứ. Về mình làm của nhà mình chứ. Chứ bển anh hai cũ làm cũng gần xong rồi cả nhà. Anh hai cũ nãy vô trước mình. Dạ. Nói chung bữa nay mừng quá, nay dính nhiều. Chưa ăn chứ đâu có để em làm hết chi anh ơi. Dạ. Chưa ăn chứ đâu có làm hết chi. Thôi. Ở đi. Chưa chi bắt cảo chứ. Ít hơn của. Trời ơi con cá tóp bự cái nhà ơi. Qua cho mọi người con cái. Quá chừng cá tóp nè. Hết sức. Cá tóp bự chiên, cá đây bự hơn bển nè. Trời ơi trời, coi kìa, hốt cá không kịp nữa. Hốt cá cũng không kịp nữa. Nãy giờ là anh chị hai vũ em ngồi đây em hốt không đó. Mà còn không kịp luôn đó anh nhé. Ok. Hả? Wow trời. Ủa bên anh hai cũ xong rồi hả? Cá là bự không? Hồi nãy lúc mà cuốn lưới anh Nghĩa, em nhìn cá đâm lưới lên lưới á. Rồi em nhớ là cái lúc mà anh em mình đi hả liềm kìm, trời ơi nó cũng dính gì đó. Cũng vậy hả? Mà nó chị hai chị biết sao không, cái loại cá liềm kìm á khi mà chị thả là nó nằm lưới xong nó nhảy sao rồi đó. Còn lòng tông này thì nó chìm dưới nước, nó không thấy nhưng mà khi kéo mới thấy. Nhìn thấy em. Trời ơi. Cắn phao mà sát lên cũng liềm kìm dính vậy. Đúng rồi có dính liềm kìm. Dạ. Nhưng mà cái kia dính liềm kìm nhiều quá nên nó gãy sụn vô mặt nước á, nhìn thấy mê lắm nha. Rồi chị hai đi một lần lưới đó nhớ hoài luôn, em đi làm nhớ hoài luôn nhé. Hôm nào anh em mình làm một lần nữa coi. Cỡ này xăng mắc quá hỏng đi. Nhột lẽ không đủ tiền xăng bà nội. Cái lần kia nó bằng lưới này nghe. Đúng rồi. Đi được không phải có cái biết sao. Này hiện công mà cũng 2-3 triệu không phải giếm công thì không đâu. Nói chung hẹn cả nhà dịp nào đi để sắp xếp được ổn thỏa, xăng bữa nào mà xăng giảm xuống này ha nè, xăng giảm mà anh em mình nó đi theo mà câu nổi lên vẫn thường. Dạ. Hàng này chị này này nhẹ đi. Gần hết rồi nhưng mà cái khúc này dính dữ lắm. Chị nặng quá khu nha. Dính tới dưới đây luôn. Khúc này dính là dữ hơn nữa nè. Nãy kéo đầu lưới lên là em ra làng rồi. Có chị hai nữa là chị hai la làng luôn. Có mày la chứ tao không có la. Nó mốt đi chị hai la tiếp em đi nha, em khỏi la. Mày la là gì người ta nghe cũng muốn không hết rồi. Rồi rồi, cảm ơn anh Nghĩa nhiều nha. Bây giờ là Tùng đi pha cà phê cả nhà ơi. Tùng mời cả nhà uống cà phê với anh em mình nha. Anh Nghĩa, người ta hóc miếng cà phê đi. Trời ơi, xả hơi đi em ơi. Xả hơi nha. Quá trời rồi. Này có anh Nghĩa nè, này anh hai này nè. Này của em. Để rồi, anh em mình mời cả nhà uống cà phê nha. Vậy hai uống cà phê sữa, em pha chẳng mời chút xíu mới uống được. Rồi anh em uống trước, mời cả nhà nha. Vô anh hai, vô anh Nghĩa ơi. 1, 2, 3, vô. Anh em mình cũng ly chúc mừng hôm nay anh hai mình trúng cá lồng tông. Quá đã. Xong rồi cả nhà ơi. Dạ. Cuối cùng mà mấy anh em mình cũng gửi xong cái ta lưới cái lồng tồng. Quá cả nhà ơi. Rồi, tiếp theo là công đoạn mình gom cá. Có mấy con nó, anh em mình vũ cái nó bay ra ngoài luôn nè. Mấy con nó bay tới trong nhà luôn, mình lụm ra. Vũ qua luôn vậy hai. Nè. Dạ. Dũng lên đó chứ. Rồi sao cũng được. Vậy cũng chứ. Ê có con cá coi. Ôi ơi, đâu phải. Cá mày gỗ. À được con cá mày gỗ rồi nè. Con cá này gọi là cá thợ săn. Cá mày gỗ ở vùng mình là nó đang lội dưới nước đó, nó thấy con nhện nhện hay con gùi là nó bắn xuống nước lên. Nhưng mà con này chết rồi. Cái đầu mấy con nó rớt xuống cái nó ăn. Này chết queo quá. Nay cá lồng tông bự bự không à. Cũng một phần là do hôm nay nước cá nó đi nên cá tốt. Một phần nữa là do tay lưới anh em mình lưới 1,5 phân nên dính cũng bự. Cá bự bự. Như à. Chị hai cười không lên tiếng nha ta. Dạ. Cười vậy vui. Vậy rồi. Ừ nay mình cân thử rồi cả nhà. Nay trúng quá nè. Một phao. Dạ rồi. Nói chung là cái này nó hơi vuốt về nửa ký. Cái thao này nửa ký không? Thì vậy coi như là cái giá cân luôn đi. Anh em mình được gần 9 kg cả nhà. Hơn 8,5 kg, gần 9 kg lận. Dạ rồi. Ok. Rồi, bữa nay thành công quá, mừng quá. Không giờ có bữa nào mà nhiều gì đâu. Rồi, cái phần này giao chị hai mần trà dãy xong cắt đầu, sáng lại chở bán. Dạ. Rồi giờ giao cái phần này cho chị hai cắt đầu trà dãy, sáng lại chở bán. Rồi chị hai con cắt đầu rồi vậy mời bán là lấy tiền cho bỏ túi. Cắt đầu phải lấy tiền rồi trời. Được rồi, đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi. Tụi kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye chị hai. Bye Nghĩa. Cảm ơn Nghĩa nhiều nha.